Nếu như mấy bạn đang lăn tăn tìm kiếm một cái dòng son bóng thì chắc chắn không nên bỏ qua chiếc clip này nhá. Hôm nay tôi sẽ review chọn bộ dòng son mới ra của Black Rue Half and Half Water Glow Season 2 nhé. Đây là một dòng son tint bóng cực kỳ phù hợp cho mùa thu đông lần này luôn. Bảng màu lần này thì rất là đa dạng, gồm có 6 tông màu, chất son mềm mướt nhưng lại không hề bị bít dính ở trên môi. Tôi sẽ swatch ra tay để cho mọi người xem cận cảnh chọn bộ son của em này nhá. Mình đã chọn ra được 4 tông màu son mình thích nhất để swatch cho mọi người coi nè. Màu đầu tiên là HG10, đây là một cái tông màu hồng cherry ánh tím nhẹ. Này thì mình thấy các bạn da trắng sử dụng thì cực kỳ cháy luôn. Chất son lần này thì có dưỡng nhẹ cho nên là nhìn đôi môi lúc nào cũng căng mọng, rất là đẹp luôn. HG07 là một tông màu nâu đào, màu này rất là lạ luôn á. Đây là một cái tông màu MLBB cực kỳ phù hợp để sử dụng hàng ngày và đi học luôn. Đối với bộ sưu tập lần này thì màu lên khá rõ và chuẩn. Đây rồi, cái màu mà mình tâm đắc nhất trong bảng màu luôn, HG08, tông màu đỏ cam gạch cực kỳ tôn da. Bà nào da ngâm tôi vote hai tay luôn đó. Cuối cùng là HG05, một cái tông màu cam thuần, màu này thì phù hợp cho da trắng. Bộ son lần này quá là xuất sắc luôn. Cuối cùng thì nhà Gila cũng cho ra mắt version 2. Phải nói là đã quá lâu từ khi son kem nhà Gila cho ra mắt lần đầu tiên. Chất son thì không còn gì bàn cãi nữa, nhưng mà lần này packaging cực kỳ đẹp luôn. 08 là một cái tông màu đỏ rượu vang lãng mạn, 09 là một màu đỏ đào tươi tắn, tông màu số 10 là một màu hồng đất nhã nhặn, màu số 11 là cam gạch trầm quyến rũ, 12 là cam đất cá tính, và cuối cùng là nâu gạch trầm bí ẩn. Ôi, cái bảng màu lần này cực kỳ đẹp và siêu tôn da. Sẽ chọn ra 3 màu đẹp nhất trong bảng màu đã swatch cho mọi người xem nhé. Màu đầu tiên là 08, một cái tông màu đỏ rượu vang, chất son kem lì nhiều dưỡng cho nên rất là phù hợp sử dụng vào mùa đông. Vô tình thấy chị Pony có swatch cái màu số 10 này, trời ơi, công nhận cái màu này nó siêu đẹp luôn. Đây là một cái tông màu MLBB cực kỳ phù hợp sử dụng hàng ngày. Bà nào mà môi khô nhiều rãnh môi có thể tham khảo chất son này nhá. Mình thấy chất son bám trên môi từ 5 đến 6 tiếng nếu mọi người không ăn uống nhá. Cuối cùng là một cái tông màu siêu lạ luôn, nâu gạch trầm bí ẩn. Công nhận màu này siêu đẹp luôn á, giúp cho cái đôi môi của mình cuốn hút hơn. Mấy bà đã lựa được một cái tông màu son nào yêu thích cho mình chưa nè? Ngày gặp anh người mình quên đã lâu, phải lòng nhau ngay từ giây phút đầu. Bầu trời cao với ngàn muôn ánh sao, vì sao long lanh có phải anh? Khi bên anh em nghe thấy tiếng trái tim cất lời. U là trời, cuối cùng mình cũng đã kiếm được một cái cây son mà cực kỳ phù hợp vào mùa thu đông này luôn. Nhìn cái vỏ son thì không còn quá xa lạ gì với mấy bà đúng không? Maybelline, dòng này là Super Stay Matte in Coffee Edition. Màu mình swatch cho mọi người xem là màu 275. Mọi người ơi, cái màu này nó đẹp xuất sắc luôn. Bà nào mà khoái những cái tông màu đất giống như tôi là phải hút ngay cây này. Chất son lần này mình thấy có cải tiến là rất là dễ tán ha. Và đặc biệt là cái mùi sô-cô-la nó thơm xỉu. Thật sự là lần này mình đánh giá cao về chất son lắm luôn á. Vẫn là chất son siêu lì, nhưng mà lần này á thì không có kiểu bị vón cục và không đều ở trên môi nhé. Phải nói đây là một cái tông màu đỏ nâu đất mà mình tìm kiếm bấy lâu nay luôn. Em này khi mà swatch một lớp mỏng ở trên môi thì sẽ ra được một cái màu đỏ đất. Còn khi mà mình càng trồng lên nhiều lớp thì sẽ ra được cái màu đỏ nâu đất cực kỳ đẹp luôn. Lúc này á là mình mix thêm một chút xíu son bóng nữa. U là trời, cái màu nó xinh xỉu. Thôi không nói nhiều nữa, mấy bà biết hôm nay là ngày gì rồi đó. Hút ngay đi. Nghe đồn là cái thỏi màu nude này cũng hot không kém gì màu vampire luôn đúng không nè. Bữa nay thì em nó đã về đến tay của mình rồi nè. Thật sự là cái bao bì quá sang và quá đẹp luôn á mọi người. Em nude này là chuẩn sắc cam đất luôn nha mọi người. Bạn này thì mình thấy màu có vẻ là sáng hơn là cái cây màu vampire. Bây giờ thì hãy cùng swatch lên trên môi của mình nha. Em này là chất son tin nhưng mà có một chút xíu bóng nhẹ thôi, chứ không có nhiều đâu. Cho nên là bạn nào mà sợ bóng thì cứ yên tâm nha. Tại vì những cái dòng son tin bình thường á thì nó sẽ làm cho môi mình rất là khô. Nhưng mà em này mình đánh cả ngày luôn, môi của mình không có cảm giác bị khô. Chất son thì lên chuẩn màu từ lần swatch đầu tiên ha. Ngoài ra bạn này không có bị lộ vân môi, cho nên khi mà dùng á, môi mình lúc nào cũng căng bóng rất là đẹp. Và điều đặc biệt á là bạn này siêu lì luôn nha mọi người. Bạn này là một cái tông màu cam đất nhưng mà rất là tôn da và tôn miên răng, đặc biệt là rất là phù hợp cho những bạn da ngăm. Cho nên là bà nào đang tâm tì thì hút lẹ cái màu nude này đi, rất là đẹp luôn á. Mình vừa được Ophelia tặng cho hai set son. Hôm nay thì mình sẽ unbox cho mọi người trước cái hộp đầu tiên nha. Ở trong đây á thì gồm có má hồng và son. Đầu tiên thì về má hồng, mình thấy ba màu này rất là dễ dùng và đặc biệt á là cực kỳ dễ tán luôn. Màu mình thích nhất là màu cuối, một cái tông màu hồng phấn rất là xinh. Còn về bộ son loli á thì gồm có 5 màu nhưng mà mình lựa màu đẹp nhất. Tên màu thì mình để ở trên clip cho mọi người ha. Đây là một cái tông màu đỏ đất cực kỳ tôn da luôn, với chất son chin bóng cực kỳ phù hợp cho mùa thu đông này luôn. Dạo này á thì mình rất là thích vào nhà tắm để swatch son cho mọi người xem. Kiểu như là mình thấy cái đèn nhà tắm xong rồi kết hợp với lại một cái đèn flash trực tiếp vào trong môi của mình ấy, thì mình thấy là ra được cái tông màu son chuẩn luôn, cho nên là mình rất là thích. Sắp tới thì mình đang mua thêm một cái cam kiểu cho nó zoom gần và rõ nét hơn nữa. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện từ từ, cho nên là ví dụ mọi người thấy mình chưa ok chỗ nào thì cứ góp ý cho mình để mình thay đổi nha. Nãy giờ nói quá trời nói luôn, trời ơi cái màu son này nó đẹp thiệt sự luôn, nó rất là tôn da. Và mình nghĩ đây là một cái thỏi son cực kỳ phù hợp sử dụng vào dịp lễ hội và cũng như là làm quà tặng luôn đó.
that we wouldn't last. Give it some time, y'all young, it'll pass. They don't know what we put in. Fell in love with my best friend. Được rồi đi thôi. Đồng chí tờ linh lên đồ. Mình lên lệnh xuống từ trên bộ. Đi bắt đường dây ma túy. Đây chắc chắn sẽ là một cái thỏi son bóng chân ái của cuộc đời tôi luôn. Và tôi khuyên là mấy bạn nên có ít nhất một cây trong tủ son, vì em nó rất rất đẹp, từ bao bì cho tới chất son luôn. Trời ơi mấy bạn coi nè, xinh chưa? Mình chọn ra ba màu dễ dùng và đẹp nhất trong bảng màu luôn. Thiết kế son thân kim loại cho nên là cầm cực kỳ nặng tay luôn. Màu đầu tiên cũng là cái màu mình ưng nhất trong bảng màu luôn, BB07, một cái tông màu đỏ đất siêu siêu đẹp luôn. Chất son của em này là dưỡng có màu cho nên là cực kỳ hợp với mấy bạn môi khô giống như tôi luôn. Độ lì của em này thì không có lì đâu, tại vì son dưỡng mà. Nhưng mà mấy bạn càng apply lên thì cái màu son lên càng đẹp nha. Tiếp đến là màu BB08. Đây là một cái tông màu cam caramel cực kỳ lạ luôn. Do là mình muốn lên cái màu son nó cực kỳ rõ, thành ra là mình sẽ đánh hết full môi cho mọi người coi. Chứ mà mấy màu này đánh lòng môi xinh lắm, xinh cực kỳ xinh và cực kỳ hợp, dễ đi học luôn. Cuối cùng là BB09, một cái tông màu đỏ cam gạch tôn da cực kỳ luôn. Phải nói là bộ son này mình không có điểm gì để chê luôn á. Còn chần chừ gì mà mấy bạn không tag mấy ông người yêu vào để tặng quà 8 tháng 3. Lại tiếp tục series top những hãng son không hề giống ảnh swatch. Hôm nay theo ý mọi người thì tẩm em Romaine này nha. Dòng này là Multi Velvet Tint, là dòng mới ra của Romaine luôn. Nghe cái tên thì mọi người có quen không? Hồi trước á, Romaine cũng có một cái cây như vậy rồi. Đợt này thì bảo thấy là thay đổi chất với bao bì thì phải. Màu bảo lựa chọn swatch cho mọi người ngày hôm nay là màu Black Tea, một cái màu trà đen. Thấy hãng ghi màu này là màu đỏ thẫm. Em này đúng chuẩn màu trà đen luôn á mọi người. Với một cái tông đỏ, tông đất, không hề có ánh tím nha. Chất son này chỉ đẹp khi mà mọi người đánh lòng môi thôi. Còn khi mà mọi người đánh full môi á, thì chất son lên không có được đều. Còn độ lì thì cá nhân mình thấy chỉ có tương đối thôi. Mấy bà ăn hay uống là chắc chắn son sẽ bị trôi đó nha. Nhưng mà sẽ để lại một cái lớp tint khá là đẹp ở trên môi. Miễn là cái lớp tint không phải là màu hồng thì mình rất là ok là la ha. Mình nghĩ đây là cái thỏi son cũng đáng để mọi người thử đó. Top 4 thỏi son của Romaine mà mỗi lần mua là khó như lên trời vậy đó. Màu đầu tiên là màu 23. Đây là một cái tông màu MLBB rất là tự nhiên. Em này là màu cánh hoa hồng khô đó mọi người. Rất là thích hợp cho mấy bà nào đang tìm kiếm một cái màu son để đi học và sử dụng hàng ngày mà không cần make up nha. 20 Dark Coconut là một cái tông màu mà phải nói là cực kỳ hot của Romaine luôn. Cái màu này mua phải nói là cực kỳ khó và khó như lên trời, và lúc nào cũng hết hàng hết trơn. Đây là một cái tông màu mà phù hợp với mọi tông da luôn. Màu 17 này cũng hot không kém nha mọi người. Em này là một cái tông màu đỏ mận, mà là chuẩn đỏ mận luôn nha. Màu này phải nói là thu hút đối phương từ cái nhìn đầu tiên luôn á. Có một điểm trừ là base của em này là màu hồng thôi. Còn nếu mà mấy bà xinh apply lên trên môi á thì càng đậm càng đẹp nha. Cuối cùng là dòng Platin màu 04. Đây là một cái tông màu đỏ đất siêu siêu đẹp luôn. Em này thì làm mờ rãnh môi rất là tốt. Có một điểm trừ á là không có lì. Nếu mà bà nào muốn lì thì nên đánh một lớp son lì ở phía dưới rồi apply em này vào lòng môi nha. Mấy bà đã chọn được thỏi son nào cho mình chưa? Top 4 thỏi son có tông màu cam đất mà mình nghĩ là chắc chắn mấy bạn nên có ít nhất một cây. Thỏi son đầu tiên đến từ nhà Lily Paris, màu 07. Màu này là một cái tông màu cam đất nhưng mà bảo thấy ánh cam nhiều hơn một tí. Em này cực kỳ hợp với mấy bà thích để mặt mộc luôn. Thỏi son thứ hai thì quá hot rồi, nhưng mà màu này là màu Nuti nha mọi người. Đây là một cái tông màu cam đất trầm mà bảo nghĩ là dành cho những bạn nào không thích có nhiều tông cam. Giống như bảo nè, em này mọi người đánh lòng môi hay full môi cũng đều đẹp mà không cần make up luôn ha. Tính ra 4 thỏi này thì đều hợp cho mặt mộc hết, cho nên là mấy bà cứ yên tâm ha. 20 Dark Coconut nhà Romaine á. Trong tuần này bảo lên 2 lần cho mọi người là biết bảo thích cái cây này lắm. Thôi nhìn swatch lên trên môi là biết rồi đó. Nên mua nha, rất là đẹp luôn á. Mấy bà đánh lọt á thì em này siêu siêu tự nhiên luôn. Còn đánh đậm hơn một chút á thì nhìn nó lôi cuốn nhưng mà vẫn hợp với mặt mộc. Tiếp son cuối cùng này thì không còn quá xa lạ rồi đúng không? 005, một cái tông màu đỏ cam đất. Hôm nay khi mà bảo swatch lên trên môi á thì thấy tông cam nhiều hơn ha. Có một điểm trừ á là nhanh trôi, tại em này là chất son dưỡng. Nhưng mà được cái là tiện nha, mấy bà có thể dùng cho má, cho môi cũng được luôn. Xuất sắc thiệt sự. Top những thỏi son không hề giống trong ảnh swatch. Tiếp theo hôm nay thì mình sẽ mổ xẻ màu 12 Cherry Palm nha. Thật ra đây là cái thỏi son thích và cũng không thích của mình. Còn lý do thì mấy bà coi nha. Thường thì son bóng bảo rất là thích xài những cái màu đậm, tại vì khi mà đánh lòng môi nó ra được cái hiệu ứng rất là đẹp. Và cây này cũng thế nha mọi người. Em này đánh lòng môi rất là đẹp và ngay cả đánh full môi cũng xinh nữa. Ảnh swatch của em này thì tương đối giống thôi chứ cũng không có giống quá. Do là bảo sử dụng ánh sáng tự nhiên và nó thiên về vàng hơn. Chất son của em này thì không có bị khô môi và đặc biệt là rất là lì luôn, bám môi rất là tốt. Màu này thì bảo nghĩ là da trắng hay da ngâm đều có thể sử dụng được. Điểm trừ của em này là base sẽ là màu hồng. Được cái ăn uống xong thì môi vẫn còn một cái màu hồng tự nhiên lắm.
Son làm mưa làm gió trong năm vừa qua. Hôm nay thì hãy cùng mình swatch và review 4 thỏi son này nha. Đầu tiên là Sevilla đến từ nhà ba chị em. Trời ơi, thỏi này mình múc đến thỏi thứ 3 luôn rồi đó. Mình rất là thích cái thỏi này. Chất son của em này không phải là son bóng đâu nha. Mọi người tán lên môi một lúc sau thì sẽ khô lại, chất mỏng và rất là lì. Màu này là một cái tông màu đỏ đất rất là tôn da. Bà nào mà thích xài son lì thì phải hút ngay em này. Lì như cái nết của Bảo luôn. Ở son thứ 2 đến từ nhà Romain 09 Maple Red. Đây là một cái tông màu đỏ đất luôn, nhưng mà có pha một chút xíu ánh kem. Cái tông màu này thì phù hợp mọi tông da luôn. Màu này mà mấy bà đánh lòng môi là siêu hợp sử dụng hàng ngày luôn. Tiếp tục cũng là thỏi son hot đình đám từ nhà Romain 04. Cái cây này hồi đầu bà xài chưa quen thì bà không thích cái vị ngọt của nó, nhưng mà về sau quen rồi á thì kiểu lúc nào cũng liếm môi hết. Khuyên mấy bà đi hẹn hò nên sử dụng cây này nha. Cuối cùng là dòng son mới đến từ nhà Black Rue. Màu này là màu 45, một cái tông màu đỏ gạch đất khá là dễ dùng và rất là thích hợp sử dụng hàng ngày. Chất son mới thì được cải tiến là đỡ khô hơn và dễ tán hơn nhiều, mùi son cũng dễ chịu hơn nữa. Top 4 thỏi son đình đám từ nhà BBA. Mọi người yêu cầu mình swatch và review mấy em này nhiều lắm luôn. Màu đầu tiên là màu 34. Nói sao ta, cái cây này nó y chang như cái màu môi của mình vậy đó mọi người, tự nhiên lắm. Cây này mấy ba có thể làm nền môi, sau đó là đánh một cái màu đậm hơn ở lòng môi cũng rất là xinh ha. Tiếp đến là màu 36, một cái tông màu hồng đất. Đây là một cái màu hồng đất cực kỳ tự nhiên và phù hợp sử dụng vào hàng ngày luôn. Màu này bảo thay mấy bạn da ngâm cũng có thể sử dụng được luôn nhé, rất là tây. Mình sẽ để ảnh swatch của hãng ở phía dưới để mọi người so sánh ha. Tất nhiên là không thể nào thiếu được màu 38 này rồi. Hãng swatch màu này lên trên môi á là một cái màu nâu đất, nhưng mà khi mà Bảo swatch lên trên môi của Bảo thì ra được một màu cam đất khá là đẹp á. Nên là bà nào đang e dè mà sợ cái màu này đậm quá thì tham khảo thử clip này của Bảo nhé. Cuối cùng là một cái tông màu quốc dân 25, một cái tông màu đỏ đất siêu đẹp luôn. Và cây này á, Bảo khuyên mọi người là nên mua nha, vì rất là sáng da. Đánh lợt thì sẽ cho ra được một cái hiệu ứng ombre, nhìn cái đôi môi của mình nó có chiều sâu lắm. Mấy bà đã lựa được cái tông màu son nào cho mình chưa? Top những thỏi son không hề giống ảnh swatch. Hôm nay thì lại tiếp tục mình mổ xẻ dòng son đến từ nhà Mercy nhé. Màu đầu tiên là màu 25. Mấy bà mà vào xem cái bảng màu swatch của em này chắc lú luôn á. Trời ơi, không hề giống hình một miếng nào luôn á. 25 là một cái tông màu đỏ gạch rất là dễ dùng. Bà nào mà đang tìm kiếm một cái tông son phù hợp sử dụng hàng ngày và dùng cho mặt mộc thì tham khảo màu này nhé. Rất là tôn da và phù hợp với lại mọi tông da luôn. Màu 26 này có bạn ví von á là màu mắm tôm. Đây là một cái tông màu hồng đất. Màu này cá nhân Bảo thì không có thấy kén da đâu. Mà đánh lợt thì sẽ cho ra được cái tông màu em BB khá là đẹp. Còn đánh đậm hơn thì sẽ cho ra được một cái tông màu hồng đất rất là lạ. Mà nếu xài màu này mà đánh đậm thì chịu khó makeup giúp Bảo nha. Cũng đang nguyên bản màu thì Bảo để ý nhất là màu 26 đó. Cuối cùng là 28, đỏ cam đất. Màu này thì Bảo nghĩ là ai cũng có thể sử dụng được hết trơn á, tại vì rất là tôn da. Bảo thì rất là thích xài những cái tông đất như thế này. Bà nào mà chưa coi video swatch son ấy mà vào xem ảnh swatch là mua mấy em này về chắc bật ngửa luôn á. Không hề giống hình một miếng nào luôn á. Có thể nói là dòng này nhà Mercy hình swatch đúng ảo ma Canada thiệt sự. Top những dòng son không hề giống ảnh swatch. Mấy bà vote top 1 là Romain đúng không? Thế thì phải thiệt tẩm em nói nào. Theo yêu cầu của mấy bà thì hôm nay Bảo hút nguyên một bảng màu luôn. Thôi không nói nhiều nữa, bây giờ thì chỉ có swatch và để ảnh ở phía dưới cho mấy bà so sánh thôi ha. Không biết mấy bà như thế nào nhưng mà cái bộ son trà sữa trước của Romain á thì Bảo không có thích cho lắm. Chất son rất là dễ xê dịch và dày, nhưng mà lần này á thì chất son được cải thiện lắm luôn á. Trong bảng màu thì Bảo thích nhất là ba màu cuối. Màu 07 là một cái tông màu hồng đất MLBB rất là đẹp, phù hợp với style bà nào nhẹ nhàng không thích makeup hoặc là thích makeup lợt á. Màu này đi học siêu đẹp luôn ha. Màu 08 này thì Bảo thấy là giống y chang màu A12 của Black Rue luôn. Này thì bà nào không có thích chất son khô và đặc của Black Rue A12 thì tham khảo cái chất này nha. Mềm mịn mướt và bám trên môi khá là tốt đó. Cuối cùng là 09 Black Tea, màu này Bảo có review cho mọi người trước đó rồi. Bạn này na cái màu A22 của Black Rue. Em này thì không có ánh tím và có sắc đỏ nhiều hơn và cũng dễ ứng dụng hơn nữa. Bạn này đánh lòng môi thì ra được cái màu đỏ nâu siêu đẹp luôn. Mấy bà đã chọn được màu nào chưa? Đây là một cái thỏi son mà mang nhiều thị phi nhất luôn. Tại vì sao thì mọi người hãy coi nha. Em này á thì được kết cấu á là chất platin, tức là cái chất son này sẽ làm mờ rãnh môi của mọi người. Thành ra là chất của em nó sẽ hơi bột một tí. Cá nhân của Bảo thì cực kỳ thích cái chất son này luôn, nhưng mà nếu mà bạn nào không có thích chất bột như thế này á thì sẽ không thích. Đó thì theo quan điểm cá nhân của Bảo ha. Còn bây giờ thì hãy so sánh xem là cái màu này có giống như ảnh swatch của hãng không ha. Bảo sẽ để ảnh swatch của hãng ở phía dưới để cho mọi người xem ha. Đây là một cái tông màu đỏ đất siêu đẹp luôn. Đợt này thì Bảo đổ qua cam sau của điện thoại cho nên là nhìn video nó sẽ rõ hơn. Mọi người xem cũng thấy rõ được chất hơn đúng không nè. Mình sẽ cố gắng là cho ra những cái video chất lượng hơn để cho mọi người xem những cái video swatch son rõ và chuẩn màu hơn ha. Có góp ý gì thì mọi người comment cho Bảo để bà sửa nha. Bà nào còn muốn swatch thỏi son nào nữa thì ới tôi ngay nha. Ủa sao đến bây giờ mình mới biết được là Romain có thêm một cái dòng Water Tint nữa. Trời ơi, không biết đến dòng này là một sai sót luôn mọi người. Màu đầu tiên mình swatch cho mọi người là màu 03. Em này có tên là Ibrose.
Đây là một cái tông màu MLBB khá là tự nhiên và rất là thích hợp sử dụng hàng ngày luôn. Bà nào mà gu mộc mạc không thích makeup thì múc ngay cây này cho Bảo nhé. 08 Berry Divine là một cái tông màu chuẩn cái tông màu hồng berry luôn á mọi người. Bàn này có pha một chút xíu đất nè và một chút ánh tím cho ra một cái tông màu hồng không có bị dừ quá mà cũng không bị sến quá nữa, rất là phù hợp cho mấy bà da trắng nha. Cuối cùng là một cái tông màu mà Bảo nghĩ là da trắng hay là da ngăm đều có thể sử dụng được hết. 04 Chili Ức, đây là một cái tông màu đỏ ớt có pha thêm đâu đó một chút xíu tông đất nữa cho nên là cái màu son không có bị cháy quá, không có bị sáng quá, phù hợp với lại mọi tông da. Chất son thiên bóng rất là bám môi luôn ấy. Mấy bà đã chọn được màu son nào phù hợp cho mình chưa? Comment cho Bảo biết nha. Chắc hỏng ai như tôi đi squat xong vào buổi tối. Xui là Bảo vừa mới nhận được em nó luôn á mọi người. Là ngày mai đi về quê rồi. Em nó đẹp quá không thể chờ đợi được, thế là phải squat ngay. Màu đầu tiên là màu 01, một cái tông màu cam nude. Màu này rất là tự nhiên nhưng mà hơi kén da. Da ngăm thì Bảo khuyên mọi người không nên lấy màu này nha. 03, cái tông màu hot nhất trong bảng màu luôn. Đây là một cái tông màu hồng cam đất. Cũng là một cái tông màu MLBB rất là dễ dùng. Chất son của em này thì dạng velvet đấy, rất là mịn và chất son không có khô ở trên môi đâu, cho nên là rất là dễ bị xê dịch. Chất này mấy bà làm phấn má cũng rất là xinh nhá. Màu cuối cùng là màu số 10. Đây là một cái tông màu đỏ gạch cực kỳ xinh luôn. Và Bảo nghĩ là đây là một cái màu mà mọi người nên tậu nhất trong bảng màu đấy. Rất là tôn da và phù hợp với mọi tông da luôn ha. Cá nhân mình thì thích chất hai màu cuối, còn mọi người thì như thế nào?